Chào mừng mọi người đến với phần trình bày về cách thiết kế pitch deck làm sao để thuyết phục các nhà đầu tư của Rockwater Việt Nam. Ờ, trước hết xin tự giới thiệu thì mình là Phương, mình là co-founder và head of creative của Rockwater. Trước hết thì mình muốn nói về cái tổng quan của bài thuyết trình ngày hôm nay. Chúng ta sẽ có 3 phần chính, đó là phần 1 trước khi thiết kế sẽ nói về những điều cần chuẩn bị trước khi chúng ta bắt bắt tay vào công cuộc thiết kế một cái pitch deck. Phần 2 là những cái quy tắc thiết kế, tức là những những lưu ý các bạn cần nhớ đến khi mà thiết kế pitch deck. Thứ ba đó là chúng ta sẽ nhìn vào một case study cụ thể, đó là pitch deck của Uber. Trong phần thuyết trình ngày hôm nay, mình sẽ sử dụng 4 pitch deck của những cái brand mình nhắc đến ở đây. Trong đó có Uber, Airbnb, uh, Simplicity và Slidebean. Rồi, để đi vào phần đầu tiên, đó là trước khi thiết kế. Trước khi thiết kế thì bao giờ các bạn cũng cần phải chuẩn bị nội dung. Và nội dung của một cái pitch deck luôn luôn là phần quan trọng nhất. Các bạn không thể bắt đầu thiết kế nếu như chưa có phần nội dung. Tuy nhiên khi phải chỉnh, chuẩn bị nội dung thì cái nội dung pitch deck của bạn phải thật đầy đủ nhưng cũng phải thật tinh gọn. Tại vì khi đưa lên khi đưa lên thiết kế của pitch deck bạn không thể đưa lên quá nhiều quá nhiều chữ, quá nhiều thông tin trên đấy được. Tại vì các nhà đầu tư sẽ không bao giờ muốn đọc một cái trang có rất rất, rất nhiều chữ trên đấy cả. Ngoài ra để chuẩn bị được phần nội dung kỹ càng nhất thì mình khuyên các bạn nên tham khảo phần trình bày về 10 slide thiết kế quan trọng nhất của bài, của một bài thuyết trình gọi vốn đã được trình bày trước đó bởi ThinkZone. Uh, à, thì như mình đã nói với một nội dung chuẩn chỉnh thì sau đó các bạn mới có thể tiến đến việc làm ra làm nên những thiết kế thu hút và với sự kết hợp của hai cái này thì các bạn sẽ hoàn ra được một bộ pitch deck hoàn hảo có thể thuyết phục được tất cả các nhà đầu tư. Tiếp đến một phần khác mà các bạn phải chú ý khi mà chuẩn bị pitch deck đó là hình thức trình bày. Uh, pitch deck của bạn nếu như được gửi qua email tức là bạn sẽ không có cơ hội được đứng ở trước mặt các nhà đầu tư và trình bày với họ thì bạn phải để ý đến việc là cái pitch deck đấy sẽ chỉ được để các nhà đầu tư đọc. Vì vậy tất cả các thông tin liên quan đến sản phẩm liên quan đến công ty của bạn phải được có hết ở trong pitch deck. Hình thức trình bày thứ hai mà các bạn có thể trình bày pitch deck của mình đó là thuyết trình trực tiếp. Và trong trong trường hợp đấy thì cái lượng thông tin mà các bạn đưa đến các nhà đầu tư, họ sẽ tiếp nhận qua hai hình thức, đó là một là phần thuyết trình của bạn, hai là cái pitch deck. Vì vậy, hình ảnh và nội dung trên pitch deck lúc đó cần được tinh gọn lại và không nhất thiết phải có tất cả mọi thông tin ở trên đấy nữa hai cái hình thức trình bày và hai cái loại pitch deck khác nhau này phải được làm rõ ra từ đầu. Đó là đã có rất nhiều trường hợp mà mình gặp phải mà họ đi thuyết trình trước các nhà đầu tư mà họ lại chuẩn bị một cái pitch deck nó rất là dài với rất nhiều thông tin trên đó. Và trong trường hợp đấy thì các nhà đầu tư thường họ sẽ không biết phải tập trung vào cái phần thuyết trình của cái người đang đứng thuyết trình hay là cái phần nội dung đang được chiếu trên các slide cả. Một lưu ý khác mà mọi người cũng phải để ý đến đó sẽ là tỷ lệ khung hình thì thường các cái pitch deck này sẽ được xem trên các cái thiết bị có tỷ lệ không hình là 16:9 và vì vậy nên cái kích thước của slide mình khuyên cũng nên được thiết kế ở định dạng 16:9. Và với định dạng 16:9 với tỷ lệ 16:9 thì ở uh, trên các màn hình 16 16:9 nó sẽ được thể hiện nó sẽ được thể hiện đầy màn hình như thế này. Nhưng nếu trên các cái màn hình 43 thì mà thì <laughs> thì slide thiết kế 16:9 sẽ được thể hiện như thế này và sẽ các bạn thấy là nó có hai phần trống ở trên tuy nhiên đối với những người hay nhìn vào màn hình máy tính hay nhìn vào những cái màn hình thiết bị như thế này một cái slide mà có hai phần trống ở trên hai cái black bars ở hai bên đấy ở trên dưới đấy thì nó dễ nhìn hơn rất nhiều so với việc bạn thiết kế một slide ở tỷ lệ 43 và chiếu trên màn hình 169 thì nó lại có hai cái black bars ở hai bên thì đấy là một cái phần cần lưu ý về tỷ lệ khung hình tiếp đến là bảng màu và bộ màu thì Thông thường một brand hay một thương hiệu Thì họ sẽ có uh, Có brand color rất riêng đã được định hình rõ từ đầu Và cái brand color đấy các bạn hoàn toàn thể đưa vào thiết kế pitch deck Để làm cho cái màu sắc của thương hiệu được thể hiện cách rõ ràng hơn Thì như các bạn có thể thấy ở đây, đây là một Một số ví dụ về bộ màu Tuy nhiên theo như mình biết thì có rất nhiều startup khi mà họ Mới bắt đầu thiết kế pitch deck thì họ sẽ mới chỉ có một cái logo thôi Và cái logo đấy là toàn bộ những cái thương hiệu mà họ có vì vậy họ chưa có một cái 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 định hướng về bảng màu hay bộ màu gì cả. Vậy nên đây là cái cách mà đây là một số cách mà mình dùng để mọi người có thể làm ra một cái bảng màu riêng cho thương hiệu của mình. Đó là các bạn có thể vào My Color Space và dùng mã và của cái, dùng mã có sẵn của logo của mình để từ đó My Color Space sẽ tự động xuất ra cho các bạn một số một số lựa chọn về bảng màu khác nhau. Ngoài ra thì một lựa chọn đơn giản hơn đó là cái color scheme hay là cái cách phối màu tương phản thì đó là bạn lấy màu đen và màu trắng kèm theo đó sẽ là màu của logo của bạn kèm theo đó nữa sẽ là màu tương phản đối với màu logo đấy thì các với bốn màu đó thì các bạn đã có một bảng màu để sử dụng rồi sau đó khi chúng ta bắt tay vào công việc thiết kế thì các bạn nên nhớ những cái quy tắc sau à, trước hết là quy tắc về nội dung có rất nhiều trường hợp mà mình biết mọi người thường nhét rất nhiều ý tưởng ví dụ sản phẩm của các bạn có rất nhiều đặc thù khác nhau thì bạn đưa hết vào một slide mình khuyên là không nên làm như vậy tại vì như thế có thể khiến cho một cái slide đấy có rất rất nhiều thông tin và người xem có thể sẽ bị cảm thấy nhức mắt khi mà đọc những cái slide như thế vì vậy một cái lưu ý đầu tiên mọi người cần nhớ đó là một slide chỉ nên đi cùng chỉ nên đi kèm với một luận điểm hoặc một ý tưởng ở đây mình có một ví dụ về quy tắc về nội dung này đó đây là một slide của simplicity thì cái ý tưởng họ muốn đưa ra ở đây là Simplicity là một đơn vị rất đáng tin tưởng. Vì vậy họ đã đưa ra ba con số tự, uh, nêu lên tất cả những cái project mà Simplicity đã tham gia trước đấy. 125.000 người đã đang sử dụng ứng dụng của họ. Họ có đến hơn 1.500 project đã được hoàn thiện và họ có đến và cái ứng dụng của họ hỗ trợ đến 15 loại ngôn ngữ khác nhau. Từ ba con số này thì các nhà đầu tư cũng như những người khác khi đọc pitch deck nhìn vào họ sẽ thấy là simplicity là một ứng dụng rất đáng để tin tưởng vẫn cùng với cái nguyên tắc ấy một slide là một ý tưởng thì trên một slide các bạn cũng chỉ nên sử dụng một biểu đồ mình biết là đối với các startup thì những biểu đồ như thế này nó rất là quan trọng trong việc uh, trình bày về sản phẩm cũng như trình bày về các traction mà các bạn đã có được trong việc chạy sản phẩm ấy tuy nhiên uh, nếu như với một biểu đồ trên một slide mà bạn không thể thể hiện được hết tất cả những điều mình muốn nói thì mình khuyên là các bạn nên tách các biểu đồ để ra làm các slide khác nhau hoặc là tìm cách khác để trình bày ý tưởng đấy của mình sau quy tắc về nội dung thì một quy tắc tiếp theo mọi người cần nhớ đến đó là quy tắc về bố cục trên một slide thuyết trình bình thường thì chúng ta có thể chia cái slide đấy thành rất nhiều phần khác nhau theo những cách như thế này chia làm hai hàng ở trên và dưới chia làm ba hàng dọc hay là chia làm hai à, chia làm ba cột hay là chia làm hai cột khi bạn trình bày theo những bố cục như thế này thì người đọc nhìn vào sẽ thấy rất là thoải mái hơn trong việc tiếp nhận thông tin à, ngoài ra thì các bạn cũng cũng có thể kết hợp giữa những cái bố cục này với nhau ví dụ ba hàng ở dưới thì à, hàng ở dưới thì chia thành các cột khác nhau và giữ nguyên một hàng ở trên như vậy thì các bạn phải nhớ là bố cùng một slide nên được quyết định bởi nội dung của slide đó ý mình ở đây là ví dụ với cái slide này của Airbnb khi mà họ đang trình bày về những cái những cái giải pháp cho cái vấn đề mà Airbnb uh, được tạo ra để giải quyết thì họ nghĩ họ tính đến ba giải pháp và vì thế ở đây các bạn có thể thấy họ dùng bố cục 3 cột. Cái slide của họ được chia làm 3 phần khác nhau với 3 giải pháp tương ứng. Đây là một cái ví dụ về việc uh, bố cục được định hình bởi nội dung của slide thì với ba với nội dung là vì Airbnb định hình được là có 3 giải pháp nên họ đã chia nên họ đã sử dụng cái bố cục chia 3 như vậy. Đây cũng là một ví dụ khác liên quan đến bố cục. Đó là đây là một slide của Uber. Thì đây là cái kế hoạch tiếp cận thị trường của Uber. Thì các bạn có thể thấy ờ uh, với cái slide này thì phần bên phải nó là một phần hình ảnh được dùng để thể hiện cái 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 tính chất của sản phẩm của Uber và bên trái thì là cái phần nội dung chính. Ở phần nội dung chính này thì họ lại dùng cái bối cục hai cột nhưng chỉ áp dụng cho cái khoảng trắng còn lại của cái slide này. Tiếp đến mình muốn nói với mọi người một quy những quy tắc về màu sắc. À, như ban nãy mình đã nói, mọi người cần phải chuẩn bị một bảng màu trước khi thiết kế pitch deck và bảng màu đấy sẽ gắn mọi người cần bám vào bảng màu đấy xuyên suốt cái pitch deck, qua xuyên suốt cái pitch deck của mình. Bởi vì màu sắc là một điểm chạm thương hiệu rất là quan trọng. À, với cái bảng màu mà mọi người đã chọn thì mọi người phải đảm bảo là pitch deck của mình có một sự đồng bộ về màu sắc. Ví dụ như ở đây thì chúng ta có 3 slide khác nhau trong trong pitch deck của Airbnb thì mọi người có thể thấy cái màu của thương hiệu Airbnb được sử dụng lặp đi lặp lại dù cho màu nền có thay đổi thì đây là một là ví dụ về sự đồng bộ về màu sắc xuyên suốt qua pitch deck. À, ngoài ra mọi người cũng cần để ý đến mối tương quan giữa màu nền và màu chữ. đó là khi mà mọi người sử dụng màu màu nền tối thì mọi người không nên cho quá nhiều chữ lên cái cái slide thuyết trình mà có màu nền tối đấy. và ngược lại nếu như mọi người có nhiều thông tin cần truyền tải thì mọi người nên sử dụng màu nền sáng bởi vì người đọc sẽ tiếp nhận thông tin dễ hơn nếu như những cái thông tin nếu như cái lượng thông tin nhiều ấy được đưa ra trên một cái nền sáng tiếp đến mình muốn nói với mọi người những quy tắc xoay quanh phông chữ thì mọi người chỉ nên sử dụng nhiều nhất hai typeface trong một thiết kế ví dụ như thiết kế của thiết kế của ở đây có sử dụng phông chữ cho title là một phông chữ có chân và phông chữ cho những cái nội dung ở dưới là những phông chữ không chân thì đấy là cách mà rất nhiều bên áp dụng trong thiết kế đó là đối với những đối với những title thì họ sử dụng phông chữ có chân và đối với những phần liên quan đến nội dung body thì họ sử dụng phông chữ không chân Ngoài ra thì mọi người không nên sử dụng thêm quá nhiều phông chữ kể cả khi mọi người muốn tạo điểm nhấn hay gì cả Mà những cái cách khác để tạo điểm nhấn đó sẽ là thay đổi kích thước cũng như hiệu ứng của phần chữ đó Một ví dụ ở đây đó là quay trở lại cái slide vừa ban nãy của Uber Thì mọi người có thể thấy cái phần mà cái phần mà bên Uber muốn nhấn mạnh vào đó là Referral và Virality là cái cách mà họ muốn họ muốn tiếp cận thị trường thì cái nội dung cụ thể hơn của nó là cái phần chữ nhỏ hơn được viết ở dưới này Nhưng mà cái phần nội dung chính Cái phần mà các nhà đầu tư cũng như người xem pitch deck sẽ cần tập trung vào luôn Đó là referral và virality Tiếp đến là phần quy tắc về hình ảnh Thì phần quy tắc về hình ảnh này có lẽ là nhiều sẽ có nhiều thứ mà mọi người phải nhớ nhất à, Đơn giản là vì cái 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 sức mạnh của nó trong một pitch deck Bởi vì A picture is worth a thousand words, có nghĩa là một bức ảnh, một bức tranh nó đáng giá bằng cả nghìn từ. Và đối với một pitch deck, các bạn muốn tránh cái việc là phải sử dụng quá nhiều chữ, thì cái việc sử dụng uh, những bức ảnh phù hợp nó sẽ giúp truyền tải được thông điệp, truyền tải được nội dung một cách dễ dàng hơn rất nhiều. Điều đầu tiên các bạn cần chú ý đến đó là độ đậm nhạt của độ đậm nhạt của ảnh và vị trí chữ phải được tính toán một cách hợp lý trước khi các bạn kết hợp hai thứ đó với nhau. Đây là một ví dụ về việc độ đậm nhạt của ảnh và vị trí chữ đó không được tính toán một cách hợp lý được một chút nào và đây là sau khi mình sửa lại nó. Những bức ảnh sáng như vậy thì nó sẽ không phù hợp với những cái chữ mà các bạn để chữ trắng hoặc là chữ màu sáng mà các bạn phải chỉnh lại màu ảnh cho nó tối đi một chút. Trong bức ảnh này khi mà cái khoảng trống của ảnh nó nằm ở phía bên phải thì các bạn cũng nên đặt cái phần chữ thể hiện nội dung của mình ở phía bên đó thì nó sẽ tạo ra được một cái bố cục hài hòa hơn rất nhiều trong mặt thiết uh, trong phần thiết kế và như thế thì người đọc và cũng như các nhà uh, người xem và cũng các nhà đầu tư khi đọc pitch đấy họ cũng thấy 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 dễ chịu hơn rất là nhiều và dễ đọc hơn rất là nhiều uh, quy tắc tiếp theo về hình ảnh thường nó sẽ nằm ở cái phần khi các bạn nói về đội ngũ thì khi các bạn uh, sử dụng khi các bạn giới thiệu đội ngũ và sử dụng uh, ảnh của mọi người thì nên đảm bảo là ảnh của tất cả mọi người trong đội ngũ phải đồng bộ và chuyên nghiệp. Mình nói thế này là bởi vì đã có nhiều bên mà bên mình gặp phải, họ khi họ cung cấp tư liệu về đội ngũ cho bên mình để để giúp bên họ thiết kế pitch deck thì họ lại đưa những cái ảnh của từ những cái event rất là khác nhau của founder và nhìn nó không có tính thống nhất hay tính đồng bộ gì cả. Và khi mà đưa lên một pitch deck thì nó nhìn nhìn như đội ngũ không có một sự kết nối hay liên quan gì đó với nhau và điều này rất là ảnh hưởng đến mặt visual của cái pitch deck ấy tiếp đến đó là lưu ý về những cái mockup cũng như demo mà mọi người dùng trong pitch deck à, đối với các sản phẩm công nghệ mình biết là những cái mockup hay là hay là demo là rất quan trọng nếu như có thể thuyết trình trước các nhà đầu tư một cách trực tiếp và có sản phẩm demo ở đấy để họ trải nghiệm thì bao giờ cũng tốt hơn tuy nhiên trong cái trường hợp mà bạn phải gửi pitch deck của mình qua email thì cái cách để bạn trình bày sản phẩm tốt nhất đó là qua mockup các mockup các bạn phải luôn đảm bảo được là những sản phẩm công nghệ mà các bạn đưa vào mockup đấy nó phải là phiên bản mới nhất. Ví dụ như ở đây chúng ta thấy có một chiếc iPhone mà mình đoán là trong vài tháng nữa thôi thì nó sẽ phải được thay bằng một chiếc iPhone 12. Đúng với cái quy tắc này thì là những cái sản phẩm công những cái mockup sản phẩm công nghệ phải luôn là những phiên bản mới nhất. Ngoài việc sử dụng những bức ảnh ra thì icon cũng như illustration những hình vẽ cũng là những công cụ hình ảnh hữu ích mà mọi người có thể sử dụng trong việc truyền tải nội dung pitch deck của mình. Bây giờ chúng ta sẽ đến phần cuối cùng của ngày hôm nay đó là case study về Uber. Thì bây giờ chúng ta sẽ nhìn vào hai pitch deck, một là cái pitch deck cũ của Uber, cái pitch deck chính mà Uber đã dùng vào năm 2008 cho vòng gọi vốn đầu tiên của mình. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau nhìn vào cái pitch deck được dùng vào năm 2008 của Uber. Thì đây là cái pitch deck mà Uber đã dùng cho vòng gọi vòng gọi vốn đầu tiên của họ và đã rất thành công ở thời điểm đấy thì Uber vẫn được biết đấy là Uber Cab. Um, như mọi người có thể thấy thì cái pitch deck của Uber nhìn nó không có gì quá là thu hút, nó có rất nhiều thông tin. Mặc dù đây là tất, tất cả những thông tin này đều rất là hữu ích đối với những các nhà đầu tư. Tuy nhiên những cái thông tin này đều được trình bày rất là đơn giản và không có gì quá nổi bật, không có gì quá thu hút, không có gì quá sáng tạo tất cả những phần hình ảnh cũng như là phần biểu đồ mà họ đưa vào đều không được đều không được tính một cách kỹ lưỡng và nhìn nó rất là bé và rất khó để theo dõi. Tuy nhiên với cái pitch deck này, Uber vẫn rất thành công trong cái vòng gọi vốn đầu tiên đấy của họ. Lý do đơn giản là vì như mình nói lúc nãy, một cái pitch deck phần quan trọng nhất của nó vẫn sẽ luôn là phần nội dung. Nên là với cái nội dung của Uber, với cái sản phẩm của họ vào năm 2008 đấy, nó là một sản phẩm mang tính chất vượt trội và rất là đổi mới vì thế nó vẫn thu hút được rất rất nhiều nhà đầu tư tuy nhiên mình nghĩ là cái pitch deck này có thể được cải thiện hơn rất nhiều à, về mặt thiết kế à, bây giờ chúng ta sẽ nhìn vào cái pitch deck khác cũng là của uber nhưng mà là được thiết kế lại bởi đơn vị slide thì như mọi người có thể thấy vừa vào chúng ta đã có một cái hình ảnh hình nền rất là cụ thể liên quan trực tiếp đến dịch vụ của uber phần nêu lên vấn đề của cái pitch đấy này cũng được trình bày một cách rất là ngắn gọn và và hiệu quả với ba mục ở đây. Như các bạn có thể thấy thì ở cái phần nói về dịch vụ taxi vào năm 2008 có rất nhiều những cái công nghệ đã lỗi thời và 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 không hiệu quả thì SlideBean khi thiết kế lại họ đã sử dụng một cái hình liên quan trực tiếp đến cái cái thông điệp đấy đó là hình của một chiếc taxi. Ờ uh, ở cái phần thứ hai khi họ nói về cái ngành công nghiệp taxi có một sự đi xuống về mặt ở uh, về mặt chất lượng thì họ dùng một cái họ dùng những cái icon như thế này nó cũng là một cái icon liên quan trực tiếp đến cái nội dung mà họ nói đến ở dưới và ngoài ở phần thứ ba nó là nói về việc cái công nghệ thời đấy họ chưa có gps định vị người lái xe và khách uh, và những người đặt xe với việc sử dụng icon như thế này uh, slide bin đã làm cho những cái những cái luận điểm, những cái ý tưởng mà Uber muốn đưa ra trở nên dễ dàng, trở nên được dễ hiểu hơn rất nhiều đối với người đọc. À, tiếp đến là ở phần giải pháp, mọi người vẫn có thể thấy là cái màu sắc ấy đã được, cái màu sắc của Uber được dùng lại, cái background vẫn là một cái màu tối như như lúc nãy. Thì đây chính là cái sự đồng bộ về mặt màu sắc, à, về quy tắc về màu sắc mà khi nãy mình, ban nãy mình nói đến. Về mặt bố cục thì trang trước mọi người có thể thấy đây là một bố cục ba cột. Nhưng ở trang này đó là bố cục 4 cột Và đơn giản là vì cái nội dung của cái phần giải pháp này Nó có bốn đặc điểm cần được nhắc đến Chỉ cần nhìn qua thôi mọi người đã có thể thấy là Slidebin sử dụng nhiều hình ảnh trong cái pitch deck này hơn rất rất nhiều So với thiết kế pitch deck cũ của Uber Chỉ với việc sử dụng nhiều hình ảnh hơn như vậy thôi Nó khiến cho cả cái pitch deck này trở nên trở nên thu, thu hút hơn rất là nhiều lượng thông tin được truyền tải qua chữ nhưng mọi người có thể nhìn qua cũng giảm tải hơn rất nhiều so với ban nãy um, và đấy như mọi người có thể thấy là cái thiết kế của Slidebean cho pitch deck của Uber nó khác so với cái pitch, pitch deck gốc của Uber rất rất là nhiều ngay từ những cái màu sắc thương hiệu của Uber được sử dụng nhiều hơn và được sử dụng một cách đồng bộ hơn thứ hai là cái pitch deck của Slidebean làm ra nó sử dụng nhiều hình ảnh hơn và vì thế nó khiến cho cái toàn bộ pitch deck trở nên thu hút hơn rất là nhiều đó là toàn bộ phần trình bày về nội dung xoay quanh pitch deck của ngày hôm nay. Trước khi đi thì mình muốn uh, tặng cho mọi người những cái tài nguyên liên quan đến thiết kế uh, miễn phí trên mạng. Không phải lúc nào các cái startup cũng có sẵn những nguồn tài nguyên để bỏ ra để thiết kế pitch deck. Vì vậy uh, về stock image, tức là về những cái ảnh mà mọi người sử dụng, thì mọi người hoàn toàn thể vào một trong năm trang ở kia để tìm những ảnh stock uh, vừa đẹp và vừa miễn phí cũng tương tự với stock illustration và stock icon. Uh, ngoài ra thì nếu như mọi người không có thời gian để tự ngồi thiết kế uh, từ đầu đến cuối cho cái sản phẩm pitch deck của mình, thì mọi người cũng thể vào một trong ba trang ở đây, đó là Canva hoặc là Slideshare hoặc là Slidebean và đây là những cái uh, nền tảng trực tuyến giúp thiết uh, có sẵn các cái template để mọi người sử dụng để thiết kế cho bất cứ thiết kế thuyết trình nào của mọi người hơn nữa uh, raconteur Việt Nam cũng có cũng muốn tạo mọi người một cái pitch deck uh, cơ bản dựa vào nội dung mà Thanh đã trình bày trước đấy thì raconteur Việt Nam đã thiết kế ra một cái uh, template cho pitch deck cơ bản thì cái template đấy cũng có thể được uh, mọi người có thể access cái template đấy qua đường link ở đây thì đây là cái template mà raconteur đã chuẩn bị cho mọi người thì như mình nói nó là một cái template rất là cơ bản thôi nó có khoảng tầm 12 13 slide và nó có và nó dựa trên cái phần 10 slide mà các bạn bắt buộc phải có trong bài thuyết trình gọi vốn mà Thinh Zone đã trình bày trước đó. À, tuy nhiên với cái template này thì toàn bộ những cái nội dung cũng như là những cái hình ảnh trong template có thể được thay đổi tùy theo cái ý muốn của mọi người. Rất cảm ơn mọi người vì đã lắng nghe bài thuyết trình của mình. Và một lần nữa mình xin cảm ơn.